Em xin chào cô giáo cùng toàn thể các bạn học viên. Em là Nguyễn Thị Thảo, hiện đang công tác tại trường Mầm Non Tự Nhiên, huyện Thường Tín. Sau đây, em xin phát biểu một số cảm nghĩ của mình sau khóa học STEM chuyên sâu. Giáo dục STEM tích hợp 5 lĩnh vực, đó là khoa học, công nghệ, kỹ thuật, toán học và nghệ thuật. Đặc trưng cơ bản của giáo dục STEM đó là, thứ nhất là sự phù hợp của STEM trong giáo dục mầm non. Thứ hai, dạy học dựa trên truy vấn. Thứ ba, giáo dục STEM là các hoạt động mang tính thực hành và trải nghiệm với những bài học gắn liền với thực tiễn cuộc sống. Thứ tư, giáo dục STEM hướng tới phát triển các kỹ năng của công dân trong thế kỷ 21 cùng với những kỹ năng, năng lực phẩm chất cần có cho lực lượng lao động trong tương lai. Thứ năm, giáo dục STEM có tính hệ thống và kết nối kiến thức giữa các bài học. Khóa học STEM còn giúp em hiểu STEM xuất hiện khi nào, dấu hiệu nhận ra một lớp học đang vận dụng STEM, mô hình dạy học 5E, mô hình dạy học EDP, khi nào áp dụng mô hình 5E, khi nào áp dụng mô hình EDP, quy trình thiết kế kỹ thuật EDP, thiết kế môi trường để tổ chức hoạt động STEM. Khóa học rất bổ ích đối với chúng em. Em xin cảm ơn cô đã nhiệt tình truyền đạt các kiến thức về STEM cho chúng em.